Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Big City Việt Nam. Trong video hôm nay, Thùy sẽ giới thiệu các bạn căn hộ 2 phòng ngủ tại Châu Thị Vĩnh Tế. Nào các bạn hãy cùng theo chân Thu Huyền để cùng khám phá nhé. Ngay sau lưng Huyền đây chính là không gian bếp vô cùng rộng rãi, hiện đại, được thiết kế với các cái loại tủ to để bạn có thể đựng được rất là nhiều đồ đạc. Bên cạnh đó, một điều điểm đặc biệt ở đây đó chính là nó có cửa sổ thông ra với cái giếng trời để giúp cho cái việc nấu nướng của bạn sẽ không bị ám mùi trong cái căn phòng và làm cho cái căn phòng nó thông thoáng hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem phòng vệ sinh có gì nhé. Với thiết kế bồn nước, gương, khu vệ sinh cũng như là khu tắm rửa được tách biệt với nhau trong một cái không gian, tạo cho bạn được một cái cảm giác cũng rất là riêng tư cũng như là sử dụng tiện lợi khi mà bạn sử dụng các cái dịch vụ tại đây. Và với cái thiết kế phòng bếp được thông với phòng khách sẽ tạo cho bạn cảm giác thông thoáng hơn cũng như là đầy đủ các cái vật dụng từ điều hòa, hệ thống chiếu sáng. Tủ lạnh được đặt ở một vị trí rất là tiện lợi để tạo cho bạn được cái cảm giác thuận tiện khi mà bạn sử dụng dịch vụ. Không gian phòng khách thì được thiết kế vô cùng rộng rãi, thoáng mát từ bàn ghế, bàn. Và đặc biệt là cửa sổ lớn giúp cho bạn đón được ánh sáng nhiều nhất cho căn phòng trở nên sáng hơn. Các bạn hãy cùng theo chân Thu Huyền để khám phá căn phòng ngủ tại căn phòng này nhé. Vừa vào thì cảm giác đầu tiên đó là căn phòng có đón được cái gió rất là tốt, rất là mát, sáng tự nhiên là bao phủ cả cái căn phòng. Với cái thiết kế hiện đại, tiện dụng từ tủ quần áo, màu sắc của căn phòng thì vô cùng trang nhã, lịch sự và sang trọng. Hệ thống các cái tiện ích như là điều hòa, hệ thống chiếu sáng luôn được lắp đặt đầy đủ và chất lượng nhất. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng khám phá về cái căn phòng thứ hai tại căn hộ này nhé. Căn phòng thứ hai với thiết kế cũng tương tự căn phòng thứ nhất, nhưng điểm đặc biệt ở đây là nó sẽ có được cái phòng vệ sinh riêng để tạo được cái cảm giác riêng tư cũng như thuận tiện cho người sử dụng, được trang bị đầy đủ các cái đồ dùng cần thiết. View ở phòng này thì cũng rất là đẹp, quý vị có thể thấy. Còn gì sung sướng hơn khi mà về tận hưởng trong cái căn hộ này và thư giãn sau một ngày dài làm việc. Nhìn chung thì căn hộ này với thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi, không gian thoáng mát cùng với vị trí vô cùng thuận lợi thì rất là phù hợp cho những cái hộ gia đình được sinh sống tại đây. Bạn hãy tới Big City để trải nghiệm những dịch vụ tuyệt vời này nhé. Rất mong những cái thông tin này sẽ bổ ích đến bạn. Bạn hãy chia sẻ những thông tin này đến bạn bè và người thân của mình. Hãy bấm like, share và subscribe kênh YouTube Big City Việt Nam để có thể đón xem những video sớm nhất. Còn bây giờ thì Thu Huyền hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo.